Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Ngọc Vlog. Tức là cứ nói video ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn theo dõi quá trình thu lượm quả thì đà tại thôn 5 Triệu Sơn, Thanh Hóa. Cụ thể là thôn 5 Thọ Tân, Triệu Sơn, Thanh Hóa các bạn nhé. Đây là ở nhà bác Triệu Quốc Hướng. Triệu Quốc Hướng, thôn 5 Thọ Tân, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Rồi. Đó là mình được lên kênh nổi tiếng rồi nhá. Kênh có 75.000 người theo dõi nhá. Đang phát trực tiếp. Tí nó có 75 người gọi điện đến hỏi. Bây giờ nói chú nói nhá. Bây giờ cháu ấn ok là bác bắt đầu nói. Cứ bình tĩnh thôi. Đây, thân đèn cái này này. Có nhìn thấy không? Em quên bắt đầu ái này. Chưa. Con Thủy đẹp gái ra đây. Thủy đẹp gái nhà kìa. Kính chào các bạn, tôi là Triệu Quốc Hướng ở thôn 5 Thanh Hóa. Hôm nay là khách đến nhà tôi để thu hái lượm cây thì đà. Một cây này thì gia đình tôi đã trồng là 27 năm. Năm nào cũng có một cái lượng thu hoạch vào dịp Tết là khoảng 170-200 quả. Cây thì đà này thì cái cách thức trồng thì cũng rất đơn giản và chăm sóc thì cũng rất đơn giản, nhưng cái cách bảo quản để từ ăn Tết xong mà cho đến cuối năm để thu hoạch vào Tết tới thì là cũng cả một cái quá trình phải có kỹ thuật, tức là phải bọc, phải diệt ruồi vàng rồi bỏ xít thì đến cuối năm mới cho cái kết quả thu hoạch được tốt. Và đảm bảo là bọc giấy bóng thì nó sẽ vàng quả, đẹp quả, cái màu quả nó sẽ rất đẹp. Còn cái cách chăm sóc thì khi nó ra hoa để chuẩn bị thụ phấn để hoàn chỉnh cái quả thì cho ăn hay đầu cam và lân kali. Thế thì nhà tôi cách đây đã rất nhiều năm mà có khách đến mua thì xin kính chào tất cả các bạn trên toàn trên hệ thống Facebook để rồi tới đây là có gì để liên lạc với tôi và tôi sẽ có trao đổi kinh nghiệm cũng như là tôi sẽ bán hàng cho các bạn. Xin kính chào. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi quá trình hái lượm các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo dõi thầy gia chủ để tìm quả khó nhất để khám phá các bạn. Đây anh rồi cứ đi đây là đi. Quả thì đà đây có người truyền cái nào lấy được cái lá to lấy ra to bây giờ để tao điện cái mẫu đơn 1 thì xem có thì tao báo luôn. Mẫu đơn 1 mà cái hàng màu đỏ màu đỏ thì thì là đấy, anh ơi anh di chuyển ở bên đây nhá, chuyển bên đây để cho cái quay kia anh chuyên phải chuyên đỡ bị vấp cả khu đấy các bạn biết là theo tiếng địa phương thì đây là quả thì đà, nhưng mà trong dân gian người ta hay gọi là quả bồng. Anh ơi cái quả này ước khoảng bao nhiêu? 4-5 kg trái, có trái to như là cái quả nhà mình đấy. À thế tầm khoảng 4 cân. Có quả nào đúng 10 kg không anh? Có ạ. À, lấy 10 quả có nhé. Lấy quả to đấy. Lấy quả to đấy. Lúc đầu mà không thì có quả to đấy. Quả đằng sau anh này. Đây là cái quả này là to rồi. Trên chúng mình giá là có thằng hai. Các bạn nhớ là to. Tí mình vàng thằng này. Thấy ở dưới góc này em này. Còn dưới góc này. Còn bình thường thì cái quả này chắc là tầm khoảng 5 kg. Trái nhỏ thì tầm cỡ 3-4 kg là có rồi đấy. 3-4 kg. Trái to là như ở trên đầu đây là phải 7-5 kg. Bắt toàn là vào Canada. Cảm ơn bạn đã đến với kênh. Những cái kéo không chắc là kéo không thằng này. Ôi trời ơi, có bỏng rồi. Trời nào quá. Rất là đẹp. Cái này là mình phải bọc để bảo vệ sâu, bệnh, rồi ruồi nhặt lắm. Chứ còn khi mà tháo ra mình vệ sinh là thắng bóng mà thơm lắm. Dạ vâng. Đấy là điều ok rồi. Tết là bỏ đến bàn thờ, trưng bàn thờ các cụ thấy là đã khoái rồi.
Cái này cũng phải có cái khoái. Đây này, cái này khoái rồi chị. Đây này có bầu mọi người ạ, có một ít mọi người ạ. Đây đúng là có bầu người một mấy ký. 10 kg. Thật là tuyệt vời, màu mà cây bông nhà bác khoảng tầm mà gần 200 quả. Cây bông mà khoảng là 28 năm ạ, 27 năm. Dì ơi, dì giới thiệu luôn, dì bán ở cái địa điểm nào cho mọi người luôn. À, mình là người bán bông của thành phố Thanh Hóa. Nhưng mà mình nhập bông ra ngoài Hưng Yên ạ. Hưng Yên, Hà Nội nhá. À, thế là dì sẽ mang số bông này ra ngoài Hưng Yên. Cung cấp bông đi tất cả các tỉnh ở trong nước ạ. Liên hệ với mình. Mình qua số điện thoại. Có nhu cầu liên hệ mình. Thì nói luôn là chỉ luôn số điện thoại cho mọi người được liên hệ với chị luôn. À, địa chỉ nhà mình là thị trấn Giác Triệu Sơn. Số điện thoại là 036 999 7691 nha mọi người nha. Đấy, mọi người có thể liên hệ để chúng ta sở hữu những cái quả bồng to nhất các bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta lại ra theo dõi anh. Đây là năm nay là thời tiết khắc nghiệt chứ mọi năm là quả là chi chít luôn. Tức là khoảng vài trăm quả, tầm 300 quả là có rồi đấy. Hôm nay có 150, 200 quả. Mình không đếm được. Vâng, đếm nhiều quá. Thế là mình xây nhà đó vừa mình cũng không thể đếm được. 10 thôi, chứ là 10. Bỏ trái to mà. Lấy lấy đây hả? Ở trong miền Nam hả? À, xây to. Về lâu chưa? Các anh thì năm nay với năm ngoái hoặc là các năm trước thì năm nay có được mùa không ạ? À? Bởi vì bây giờ thời tiết nó đang chuyển cái hệ thời tiết của mình nhá. Ở trong nước mình giờ các vùng miền nó thứ nhất là về sâu bệnh nó thế nào á, nên là trái càng ngày càng ít đi, trước là nhiều lắm. Một cây là phải khoảng 300 quả là có đó. 300. Trong đây chỉ giảm mất 15-20% trái nó coi lại. Thế là do mùa màng chứ không phải là do sâu bệnh. Không, một phần là do thời tiết chứ. Anh ấy tiếp tục di chuyển để vận chuyển. Đây chị, chuyển vào đấy chị. Cho nó cắt thêm nhé. Bấm, bỏ cái ghế. Cái thằng này đứng hái dần dần nhưng không có dùng. Trái này thơm lắm. Để cái này mà ngay cái phần phía đầu các bạn. Ngay ở phần đầu của cái nhà này. Cây này rất là to. Cái quá trình cắt cũng phải là có kỹ thuật, tại vì là nó phải đẹp trong dịp Tết này các bạn nhé. Tại vì là quả pizza này là người ta sẽ trưng bày, người ta sẽ trưng bày trong dịp Tết, là bày mầm ngũ quả đấy. Quý vị và các bạn sẽ biết được là lấy cái người cắt đấy, phải hiểu được cái quá trình cắt thì nó phải đẹp. Chứ không phải là cái cắt đấy là chúng ta bẻ nó có chứ. Đây là cũng chào thầy núi nha. Nhưng mà không có cái gì phải cắt dây đâu, có mỗi cái quả này là mà một thân bằng tóc bẫy. Ôi thơm lắm, bằng tóc bẫy có mùi thơm. Ngày Tết mà chúng ta bày quả thì đà này trên bàn thờ thì chắc chắn là nó sẽ rất là thơm các bạn. Mà đẹp. Vàng ươm, đây là bọc còn ni lông ý, mình mở ni lông ra nó biết cao lắm. Một quả to nhất thì tầm hơn 10 kg, rơi vào tầm 15 cân. 15 cân đấy chị nhỉ? 15 cân thấy cái quả vừa rồi cây cao là cây cao là quên nó gọi cây cao phải đi từ 30 nước đi. Phải có người ra đây đỡ lắm chưa? Thế nào? Thế nào? Thế nào? Thế nào? À, vâng, nhà bác còn không? Rồi rồi. Vâng. Thôi đó. Lên cái cúp đi em ơi, lên cái cúp đi chị gái, lên cái cúp đi. Lên cái cúp đi em. Đây ạ.
đây là chuối vận chuyển ra ngoài sân thôi. Em chưa từ phố em lấy cái cuống cho chị nha. Bị cho nó gãy ấy, đừng có đụng vào đây. Thank you.
quay vòng cho chú Hải thấy đi. Đang lấy bồng. Nhưng mà ví dụ như là lấy loại cây bằng đấy hay là to hay là nhỏ hơn. Tí là anh Ngọc với lớp và tí là lại bác là gì Hà Vi với lớp mà tí là đóng mũi đóng vòng nữa nè thì đúng là chết luôn. Tí là đóng vòng luôn nữa. Kiểu này phải đặt tên là bác Hà Vi với lớp trên vòng mũi. Quất đào ngày Tết. Quất đào ngày Tết rồi là lá rong. À, cái số quất thế ở trong bình bán hết rồi đó. Vợ chồng thằng đầu ở Đà Nẵng, phần vợ chồng thằng thứ hai thì ở trong Sài Gòn. Chú Khoa cũng
quả bình. Mà cứ nếu mà đào to thì phải xuống nhà hàng em. Dạ. Nếu mà đào to thì lấy khoảng tầm 4-5 cây thôi. Ừ, nhà em còn. Còn cháu thì em chỉ bán cái loại đào mà xung ở riêng rồi đem lên trên rừng. Hôm qua bạn ấy quận thầy thành xuống đây, hôm qua quận thầy thành xuống đây và có bán hết cái đào dòng rồi. Cái mi là sinh năm ấy? Em là sinh năm 1978. À, vậy em. Thôi em được mà chú không được, tôi chờ cứ anh cho chị ấy nha, bác gái nha. Tao nghỉ hưu 3 năm năm nay. Đang ở là gọi anh thì cho chị ấy không? Ừ, cái răng này. Mặc cánh được 5 quả bông đi ra chợ thì cũng rất hơn đấy.
Thì để chiều quay ra đi. Mai làm đạo mất răng đó mẹ. Ừ thì bảo chị trong ngày nay coi có được không? Phải là trong ngày nay có được hay không? Mai làm đạo lấy đạo mà nói thu xếp chỗ như chiều tối thì ra mượn cái lễ ghế. Ghế chứ, ghế sao lấy được. Có đi luôn ra ngoài không kia đâu không chị ơi. Tối gì luôn đúng không? Đấy, mọi người. Đó. Vì nghệ thuật các bạn ạ. Cho nên là vì yêu nghệ thuật vì đam mê. Vì đam mê. Đi nước quay ở đóng cái này cho xem à. Đúng là ngạp phải dám đi lên đây tìm hai ông cũng đi cây cạnh cơ phải bắt được công làm. Đây mọi người đứng ở phía này nhìn này. Mọi người đang theo dõi trên hai kênh lựa chọn nhé, kênh anh Ngọc Blog và kênh Thu Cây và Hoa. Đây vị trí anh phải sử dụng thang để trèo lên cái thang, nó cao như thế này cơ. Đó, cắt cái tán cơ anh. Nếu của mình không cái đó không cần lá nữa, không cắt cao quá rồi này. Thôi thì hỗ trợ. À, thế là thật là cắt của tôi thì mới sướng. Đấy là cái kỷ niệm đấy. Rất là tuyệt vời. Mấy cái một năm mới có một lần. Chứ làm sao mà lại có thể tập trung nhiều quả ở đây một chỗ như thế được. Rất là thích. Chú về quay là năm sao bằng của bác Phước. Nhiều người ta đến. Hái những quả bồng không phải đơn giản đâu. Quá trình hôm nay trời hơi mưa, đây là đất rất là dính. Thứ nhì của cây này. À, một cây này nên là để đến tối là đến tối.
sao mình bấm đấy. Tưởng nó chỉ cây nhỉ. Ừ, nói ra. Ừ, này, quả thế cây một thân thì kệ nó không thì thấy quả này một thân này. Là gì đấy? Về nghỉ hưu thôi. Vâng, ừ, chính xác rồi. Rất là nhiều quả to các bạn. Những quả trên là mình đánh giá là xét à, to. Quả cô Hương là to. Sáng á. Cô Hương ở Minh Sơn á. À, được rồi. Bây giờ lấy chồng tập à, được rồi. Cứ tưởng bây giờ Hương sáng đội trưởng cảnh ra rồi. Mọi người sẽ biết được luôn này. Đấy, cái số đấy, thì nữa mình sẽ làm một cái video riêng về cái số quả thì đà này các bạn nhé. Đấy, đang được tập kết tại ở bên trong sân này các bạn này. Đấy, thì nữa mình sẽ làm một video. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trên kênh. Đây, quả này chắc phải trên 10 cân rồi. Mấy cân rồi? Còn này 8 cân rồi. Khách đây đến chụp hôm chụp nam lại cho cái ông thở điện. Ông bảo ô, tôi lấy cái quần nhỏ không vậy? Chẳng cái bàn thờ tôi. Đây là bàn thờ tất cả hết rồi. Đúng rồi, giờ là lên anh Sách ơi, anh Sách ơi, tưởng là ai thế là con gái cô giáo Hương với lại em gái cô giáo Hương Minh Sơn. Minh Sơn nhớ chưa, con rể đây. Đây này chú ơi, cháu đây, cháu Vi, em chị Hương á. Vâng, nay chú cưới ông chú ơi. Ôi trời ơi, chú cưới mà không được kể lắm. Dạ chú về hưu được mấy năm rồi chú? Đầu ra gấp sách về. Chứ là cháu năm nay cũng về hưu rồi. Đầu ra hôm nay là 10 năm rồi. Dạ. Vâng, chứ cháu năm nay cũng về hưu rồi. Chú mừng người gì đó. Cháu có cái muốn mua cái cây màu đơn á. Chú mừng người á. Nên tí là cháu điện thoại cho cái chuyện sau cho nó bất bồng nè. Đây này, nó đang bất bồng nhé em anh này, anh này. Thế là lý do vì nó quá cao, nó bắt không thể bọc ni lông lại được, bảo quản được. Bác tuổi nó cao, bác tuổi nên nó khổ. Nhưng mà về cái thân của nó là rất là đẹp, màu sắc của nó đẹp, không bị ruồi, thấy trong hài hước lắm, ông bỏ
tôi gấp sách rồi. Thế về đi. Bên kia, nhà bên kia đang còn nhá. Ồ, nhà bên vừa gọi nó cũng còn này. Đúng rồi này. Rồi, có quán to chứ. À, không. Nhưng mà quán có thấy quán rồi. Nhưng mà quán có đọc thấy điểm cứ sang đấy mà lấy rồi mà bán nó chục. To giống gì? To giống như một cây này bán là nó mới là 2 năm, nó mới to nó mới đẹp. 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 Nó mới đẹp.
hôm nó sang tận nơi thì bác có tin là cháu cần là chuột vào cái miệng nào nữa lại nó là cháu không bao giờ có một cái dừa con này cô hồ tôi cũng thả ra là nghe một tập đây có ở trên đây có điểm tượng đây rồi thôi đừng lên nhé gì vậy cậu đó anh Hoàn đợi tôi sang để uống rượu nhá Hoàn đợi tôi sang uống rượu vậy tôi chúc các buổi sáng rượu chưa đủ thế ông không sang à nhìn con cặc mẹ muốn chửi chứ cơ thằng Trung khó miệng đang sợ bác là người chửi bò nhưng bác là nói là bác cho con nó giàu ghét nhất trong cuộc đời của chị ơi chị nhường cho em một cái bò có được không đó là con người có văn hóa ơi cái gì à anh? Có thể là nhường cho một hai quả không có đề cho cả. Này, nếu mà có văn hóa mà nói thực tế thì mình nói như vậy. Đúng không? Trời ơi. Đây, các anh chị biết đây. Đúng rồi đi, về đây. Mẹ nó tôi, đói lắm. Bây giờ để cháu kết thúc cái này nhá. Cháu chuyển sang kia để mình giới thiệu nhá. Đây, mọi người. Đây là đã được thu hái được xuống sân này các bạn. Rất đẹp luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nhá. Quý vị và các bạn hãy theo dõi trên kênh Thế Giới Cây và Hoa. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé các bạn nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Cái này mà triệu view thôi, triệu view là mới trước. Đây bây giờ cháu sẽ chuyển cái thanh kia này. Đấy, mọi người đã theo dõi trên kênh Thế Giới Cây và Hoa trực tiếp. Còn cái này mình đang do mình không thể cầm được cái máy quay cho nên là mình chỉ để như này thôi. Các bạn theo dõi cái quá trình hái. Rất cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn rất nhiều nhưng mà pin yếu rồi cho nên mình xin phép các bạn nhé.